Thưa thầy và các bạn, thì ngày hôm nay em sẽ trình bày về cái chủ đề đó là Definitions of Infectious Disease. Tức là trong cái phần ngày hôm nay, trong cái bài ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về các thuật ngữ, các định nghĩa của các một số thuật ngữ mà liên quan đến cái tình trạng các bệnh lý về bệnh truyền nhiễm. Thì cái bài này chúng ta sẽ chia làm hai phần. Thứ nhất đó là cái mục tiêu chúng ta chia làm hai phần. Phần thứ nhất đó là chúng ta sẽ nói về Tracing Definition of Sepsis. Tức nghĩa là chúng ta sẽ nói về sự thay đổi các định nghĩa của các thuật ngữ mà nó nói về cái tình trạng nhiễm khuẩn huyết, nhiễm trùng huyết, sepsis, và nó thay đổi như thế nào từ sepsis 1, 2 và 3, và hiện tại thì nhiễm khuẩn huyết, nhiễm trùng huyết được định nghĩa như thế nào, và các tiêu chuẩn nào, các thang điểm nào, các cái chỉ số nào được sử dụng trong cái chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết, nhiễm trùng huyết, sepsis. Đó là phần 1. Phần 2 chúng ta sẽ có 5 cái mục nhỏ trong phần 2 nữa. Mục nhỏ thứ nhất đó là infection. Chúng ta định nghĩa infection là gì? Và trong cái thuật ngữ infection này có bao nhiêu thuật ngữ cần phải được định nghĩa? Có bao nhiêu thuật ngữ chúng ta cần phải được phân biệt với nhau? Thứ hai đó là pneumonia. Pneumonia chúng ta dịch sang tiếng Việt là viêm phổi. Vậy thì cái từ pneumonia này chúng ta phải phân biệt được với một từ nữa là pneumonitis. Vậy thì pneumonitis được định nghĩa như thế nào và nó khác như thế nào so với pneumonia? Và trong cái thuật ngữ pneumonia này nó có bốn cái định nghĩa mà chúng ta cần phải vượt qua nữa. Đó là thứ nhất, thế nào là viêm phổi bệnh viện. Thứ hai, thế nào là viêm phổi cộng đồng. Thứ ba, nó là thế nào là viêm phổi mà liên quan đến cái vấn đề healthcare, liên quan đến cái vấn đề chăm sóc sức khỏe y tế. Thứ tư đó là thế nào là viêm phổi liên quan đến cái ventilator, việc mà thở máy. Và chúng ta sẽ nói đến cái các nguyên nhân mà dẫn đến cái pneumonia. Thứ ba là hepatitis, là viêm gan. Thì định nghĩa viêm gan là gì, khi nào gọi là viêm gan cấp, khi nào gọi là viêm gan mãn, và viêm gan đó cấp là sao, cũng như là các nguyên nhân dẫn đến viêm gan. Thứ tư là urinary tract infections, nhiễm khuẩn tiết niệu được định nghĩa như thế nào, phân loại ra sao, và trong những cuốn tiết niệu có những thuật ngữ nào cần phải được định nghĩa, cũng như là các thuật ngữ đó khác nhau như thế nào. Và thứ năm đó là sexually transmitted infection. Thì các cái nhiễm 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 trùng lây nhiễm khuẩn nhiễm trùng lây lan qua đường tình dục, ở đây chúng ta chỉ nói đến 8 con thường gặp đó, mà nó lây lan qua đường quan hệ tình dục, và 8 con đó là cái con gì thì chúng ta sẽ được nói đến ở cái phần thứ năm này. Như vậy thì chúng ta sẽ vô cái phần đầu tiên, đó là Transient Definition of Sepsis. Vậy thì câu hỏi đặt ra đầu tiên trong đầu là sepsis là cái gì? Sepsis là một cái thuật ngữ có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp cổ đại. Nó có nghĩa là decomposition, tức nghĩa là cái sự phân hủy cái vật chất hữu cơ trên động vật và thực vật bởi bacteria, bởi cái vi khuẩn. Và tiếng Việt sepsis được dịch là nhiễm khuẩn huyết, nhiễm trùng huyết, hay là nhiễm trùng máu đó. Và cái câu hỏi, cái dấu chấm hỏi đặt ra ngay chỗ này là sepsis 1 là sao, và sepsis 2 là sao, và sepsis 3 là sao, và những khoảng thời gian hiện trên màn hình là sao. Thì đây là những khoảng thời gian mà các hiệp hội, các chuyên gia họ đưa ra các thuật ngữ về cái tình trạng nhiễm khuẩn huyết, mà các định nghĩa đó, các định nghĩa có cái những thuật ngữ đó còn nhiều hạn chế, chưa gọi là thực tế ứng dụng trên lâm sàng, cho nên họ cập nhật từ sepsis 1 và sepsis 2 và sepsis 3. Hiện tại thì hiện không biết được nghĩa như thế nào, thì chúng ta xem sau đây. Thì vào năm 1991 á, cái hai hiệp hội ACCB và SCCM này họ họ ngồi lại, họ đưa ra năm cái thuật ngữ được sử dụng trên thực hành lâm sàng. Thứ nhất đó là systemic inflammatory response syndrome, hội chứng đau viêm toàn thân, viết tắt là SIRS. Thứ hai đó là sepsis. Thứ ba đó là severe sepsis, là nhiễm khuẩn huyết nghiêm nghiêm trọng. Thứ tư là septic shock, là sốc nhiễm khuẩn huyết. Và cuối cùng là multiple organ dysfunction syndrome, là hội chứng suy đa cơ quan. Và họ đưa ra năm thuật ngữ này và họ định nghĩa nó như thế nào, chúng ta hãy xem. Thì cái sepsis 1 họ định nghĩa các thuật ngữ dựa trên cái nền là hội chứng đáp ứng viêm toàn thân. Và hội chứng đáp ứng viêm toàn thân là gì, là một cái quá trình viêm nó có thể liên quan đến nguyên nhân là nhiễm trùng hoặc không nhiễm trùng. Và cái nguyên nhân phổ biến của cái phản ứng SIRS này, thứ nhất là
nhiễm trùng, thứ hai là chấn thương, thứ ba là bỏng, thứ tư là cái viêm tụy cấp. Và thì họ vào năm 1991 á, thì họ định nghĩa nếu một người mà có một cái ổ nhiễm trùng và thỏa đủ cái tiêu chuẩn là lớn hơn bằng hai cái tiêu chuẩn của SIRS á, thì được chẩn đoán là nhiễm khuẩn huyết, và có ba mức độ. Thứ nhất là nhiễm khuẩn huyết, thứ hai là nhiễm khuẩn huyết trầm trọng, và thứ ba là sốc nhiễm khuẩn huyết. Vậy thì đây là một cái bảng có đầy đủ các thuật ngữ mà họ đã đưa vào, và họ đưa ra vào năm 1991 và được định nghĩa như sau. Thì đầu tiên chúng ta sẽ thấy được cái bảng là cái tiêu chuẩn của SIRS, nó có bốn cái tiêu chuẩn. Thứ nhất, nhiệt độ là nhỏ hơn 36 độ C hoặc lớn hơn 38 độ C. Thứ hai là nhịp nhịp tim lớn hơn 90 lần trên phút. Thứ ba là nhịp thở nhanh lớn hơn 20 lần trên phút hoặc BACO2 nhỏ hơn 32 mm thủy ngân, cũng như là thứ tư là số lượng bạch cầu là nhỏ hơn 4.000 trên mm khối hoặc lớn hơn 12.000 trên mm khối hoặc số lượng bạch cầu hạt lớn hơn 10%. Thì đủ hai tiêu chuẩn này là được chẩn đoán, được nói là bệnh nhân đó có cái hội chứng đáp ứng viêm toàn thân. Còn sepsis được chẩn đoán, được định nghĩa là thỏa tiêu chuẩn SIRS cộng thêm một ổ nhiễm trùng. Còn cái severe sepsis được định nghĩa là sepsis cộng thêm organ dysfunction. Còn septic shock được định nghĩa là severe sepsis cộng với cái retraction hypertension. Còn multiple organ dysfunction syndrome là chứng minh được là có từ lớn hơn bằng hai cơ quan dysfunction. Đó là cái bảng mà các thuật ngữ mà họ đã định nghĩa, họ đưa ra và định nghĩa vào năm 1991. Thì chúng ta nhìn vào cái tiêu chuẩn SIRS thì chúng ta dễ dàng nhìn thấy được là nó có cái mâu thuẫn nhẹ ở đây là cái nhịp tim và cái nhịp thở. Thì rõ ràng là nhịp tim lớn hơn 90 lần trên phút, nhịp thở lớn hơn 20 lần trên phút, thì đối với một người bình thường ít vận động thì ra chạy một vòng, ra chạy 100 mét thì chúng ta sẽ có được hai 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 cái này là nhịp tim lớn hơn 90 lần và nhịp thở lớn hơn 20 lần. Cho nên nó đã xảy ra cái gọi là cái hạn chế ngay chỗ này, và nó được loại bỏ cái tiêu chuẩn này như thế nào chúng ta hãy xem. Thì vào năm 1991 á, đã xảy ra một cái cuộc hôn nhân gượng ép kéo dài gần 1/4 thế kỷ giữa chú rể là sepsis và cô dâu là SIRS. Và tại sao gọi là gượng ép? Rồi, cuộc hôn nhân gượng ép chúng ta xem đây, cái độ đặc hiệu như cũng như là cái độ nhạy của cái SIRS này á, là cái SIRS này nó quá nhạy. Hơn 2/3 bệnh nhân nhập ICU. Đó. Và một cái tỷ lệ đáng kể ở những cái khoa thường khác đều có cái SIRS. Và cái SIRS này nó không giúp chúng ta hiểu được cái sinh lý bệnh, cho nên là nó quá chạy nhạy, chạy bộ, cảm cúm, lo lắng chút xíu cũng xuất hiện SIRS. Và nó không hỗ trợ các thử nghiệm lâm sàng, tại vì nó quá nhạy và kém đặc hiệu nữa. Và cũng như là nó không hỗ trợ trong thực hành lâm sàng. Và trong cái khoa ICU, SIRS nó quá phổ biến cho nên nó mất luôn ý nghĩa lâm sàng của nó. Và chúng ta và đây là cái tại tờ báo và nói đến cái độ đặc hiệu như cái độ nhạy của SIRS. Và khi mà cái chẩn đoán SIRS á, thì có hai cái giới hạn của nó mà chúng cần phải được nhấn mạnh là sự hiện diện của SIRS á, là không có chỉ ra được sự hiện diện của cái nhiễm trùng, và sự hiện diện của SIRS không phải lúc nào cũng chỉ ra được sự hiện diện của inflammation, đây là sự hiện diện của viêm. Và cái SIRS bản chất, cái cơ bản của nó là một cái dấu hiệu, một cái dấu hiệu tìm ra cho cái tình trạng phản ứng lại của cơ thể, mà đa phần là do cái nhiễm trùng. Và tới đây là chúng ta thấy
Đây là cái sơ đồ nói về mối quan hệ của infection, sepsis và SIS. Chúng ta thấy là infection nó giao với lại SIS á, thì chỉ có dòng trọn miếng này thôi, không chỉ có chút xíu này thôi đó. Và chúng ta thấy nhìn vào cái SIS kìa, hơn 3 phần tư dòng tròn còn lại á, là các nguyên nhân đều có thể dẫn đến xuất hiện cái SIS mà không có nhiễm khuẩn huyết. Thì 10 năm sau đó đến năm 2001, các hiệp hội, các chuyên gia họ ngồi lại, họ họ mới nói rằng là cái infection cộng với lại SIRS này nó quá trà rộng. Nhưng các thuật ngữ mà 10 năm trước họ đưa ra, các thuật ngữ đó và các định nghĩa đó vẫn được giữ nguyên, họ chỉ thêm vào các cái chỉ số sinh học cũng như là các cái tiêu chuẩn lâm sàng cho cái việc mà sự tưới máu cơ quan bị thiếu hụt, như là huyết áp nhỏ hơn 90 mm thủy ngân, nồng độ cái lactate trong máu lớn hơn 4 mmol, cũng như là xuất hiện các cái dấu hiệu của suy của tổn thương cơ quan đít. Và cái dấu hiệu tổn thương cơ quan đít đó là: thứ nhất là cái nhiễm toan chuyển hóa, thứ hai là giảm oxy máu trong động mạch, thứ ba là thiểu niệu cấp, thứ tư là rối loạn cái đông đông cầm máu, thứ năm là cái rối loạn cái thức tỉnh của bệnh nhân, thứ sáu là hypotension, là hạ huyết áp. Và đây là cái bản mà họ đã cập nhật vào năm 2001. Chúng ta hãy nhìn sơ đó, nhìn sơ qua và quên luôn cái bản này, tại vì đến năm 2015 họ họ đưa ra là cái SIRS, cái độ đặc hiệu nó cũng thấp mà cái độ nhạy nó cũng thấp, và họ nói rằng đã đến lúc phải thay đổi cái định nghĩa của cái sepsis này. Và đến năm 2016 và một cái bản cập nhật về cái định nghĩa của nhiễm trùng huyết được đăng trên cái tờ báo JAMA, và họ định nghĩa lại là nhiễm khuẩn huyết là một cái tình trạng suy chức năng cơ quan đe dọa đến tính mạng của bệnh nhân, mà nguyên nhân bởi cái phản ứng của vật chủ với cái nhiễm trùng nó mất kiểm soát. Thì họ định nghĩa lại như như sau. Thì chúng ta thấy cái sơ đồ đó, họ cập nhật chúng ta thấy nè: infection cộng organ dysfunction là chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết. Thì chúng ta sẽ có cái bảng như sau. Cái sepsis 3 vào năm 2016 họ để chẩn đoán được, để chẩn đoán một người nào đó nhiễm khuẩn huyết thì phải organ dysfunction cộng một cái ổ viêm infection, và sốc nhiễm khuẩn huyết á, được chẩn đoán khi một người nào đó có sepsis nhiễm khuẩn huyết cộng với lại hạ huyết áp dai dẳng mà phải dùng đến cái thuốc vận mạch để duy trì huyết áp trung bình là 65 mm thủy ngân, và cái nồng độ lactate trong huyết thanh đó là lớn hơn 2 mmol trên lít, mặc dù đã được cái gọi là bù đủ dịch trong lòng mạch. Và đó là cái cập nhật. Và tới cái sepsis 3 vào 2016 này chỉ còn hai thuật ngữ thôi, đó là sepsis và sepsis shock. Và như vậy thì cái câu hỏi đặt ra là làm thế nào để biết suy chức năng cơ quan? Suy chức năng cơ quan được định nghĩa là lớn hơn hoặc bằng 2 điểm trên thang điểm SOFA. Vậy thì thang điểm SOFA được sử dụng để xác định mức độ lan rộng và tốc độ suy chức năng cơ quan liên quan đến nhiễm khuẩn huyết. Và cái thang điểm SOFA nó giúp chúng ta đo đo lường được cái mức độ suy chức năng của 6 hệ thống. Thứ nhất là hô hấp, thứ hai là tim mạch, thứ ba là thận, thứ tư là gan, thứ năm là thần kinh, và cuối cùng là đông máu. Và cái chúng ta sẽ có cái bảng SOFA
thang điểm số 3, nhưng mà chúng ta không cần học thuộc nó, hãy sử dụng smartphone cho để tính cái thang điểm số 3. Và đây là cái thang điểm số 3 đó. Thì đối với nó một đối với một cái hệ thì nó có từ 0 đến 4 điểm. Và nếu mà cái điểm của tổng cái hai tính ra được á là mà nhỏ hơn 9 điểm á, thì cái nguy cơ chết của bệnh nhân là lớn hơn 30%, từ 9 đến 11 điểm là lớn hơn 40%, và lớn hơn 11 điểm là nguy cơ chết tử vong lên đến lớn hơn 90%. Và lúc này một con số có thể gọi là vào cửa trước 3 mà ra cửa sau tới 7 lần đó. Và như vậy thì đó là cái thang điểm sofa được sử dụng trong ICU. Còn đối với những bệnh nhân mà nằm ngoài ICU, nghĩa là bệnh nhân nằm ở khoa cấp cứu, nằm ở trên trại khoa, thì những bệnh nhân trưởng thành, những bệnh nhân trưởng thành mà chúng ta nghi ngờ là nhiễm nhiễm trùng á, thì có thể đánh giá nhanh, có thể xác định nhanh cái khả năng có cái tình trạng xấu của cái nhiễm khuẩn huyết, nếu mà cái người đó nó có ít nhất hai cái tiêu chí lâm sàng mà được đề cập ở phía dưới đây, và chính nó đã gom lại thành một cái thang điểm mới ở đầu giường, đó là weak sofa. À, vậy thì cái sofa, cái thang điểm sofa chúng ta cần phải đo lường, chúng ta cần phải đo lường các giá trị để nhập vào cái bảng để tính ra được điểm, tức nghĩa là chúng ta phải rút máu bệnh nhân, chúng ta đi làm xét nghiệm rồi có kết quả trả về thì chúng ta mới tính được cái thang điểm sofa. Thì trong cái thời gian đó nó làm chậm đi cái sự gọi là nhận định là suy chức năng của cơ quan đó. Thì trong cái thời gian mà gửi đi xét nghiệm, gửi đi để lấy được cái chỉ số đó, thì chúng ta đánh dùng cái thang điểm weak sofa để đánh giá cái tình trạng suy chức năng của cơ quan. Như vậy thì chúng ta sẽ có cái thang điểm weak sofa. Thứ nhất, nó có ba cái tiêu chí. Thứ nhất là sự thức tỉnh của bệnh nhân, rối loạn sự thức tỉnh của bệnh nhân là ta dùng thang điểm placebo. Thứ hai là bệnh nhân thở nhanh, nhịp thở hơi lớn hơn 22 lần trên phút, và hạ huyết áp tâm thu nhỏ hơn một bằng 100 mm thủy ngân. Nếu không hoặc một điểm là không có nguy cơ cao và tiếp tục theo dõi. Còn từ 2 đến 3 điểm á, thì bệnh nhân này có nguy cơ rất cao và cần phải đi tìm các cái bằng chứng của suy chức năng cơ quan. Và như vậy thì chúng ta sẽ thấy được hai cái sơ đồ A và B. Thì vào năm 1992 á, chúng ta sẽ có cái tiêu chuẩn SIRS, còn đến năm 2016 thì chúng ta có cái thang điểm quyết sofa đó. Thì cái bài báo này á, thì người ta nói rằng là weak sofa nó không thay thế SIRS trong cái định nghĩa của sepsis. Thì tại vì cái weak sofa này á, nó chiếm ưu thế hơn cái SIRS trong cái việc mà dự đoán xảy ra cái suy cơ quan của bệnh nhân mà nghi ngờ là nhiễm trùng. Tuy nhiên thì cái độ nhạy của cái weak sofa này nó thấp, cần phải có các cái xét nghiệm để đưa ra được cái giá trị để chúng ta đánh cái thang điểm sofa. Và cái SIRS, cái tiêu chuẩn SIRS và các cái dự đoán trên lâm sàng vẫn hiện nay vẫn được sử dụng ở để sàng lọc ở cho bệnh nhân mà nằm ngoài ICU. Trong khi chúng ta có thêm được cái weak sofa có thể giúp chúng ta dự đoán những bệnh nhân đó, mà có cái nguy cơ xấu và tỷ lệ tử vong cao nhất. Và như vậy thì chúng ta sẽ có cái sơ đồ để chẩn đoán một bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết và sốc sốc nhiễm khuẩn huyết. Nếu đầu tiên thì nếu chúng ta nghi ngờ một bệnh nhân đó có nhiễm trùng thì chúng ta hỏi là cái thang điểm weak sofa nó có lớn hơn hay không. Nếu no thì hỏi tiếp là có còn nghi ngờ nhiễm khuẩn huyết không. Nếu no thì tiếp tục theo dõi và đánh giá lại đó. Còn nếu yes còn nếu còn nghi ngờ hoặc cái thang điểm weak sofa nó lớn hơn hai thì chúng ta đi tìm các bằng chứng của cái suy chức năng cơ quan, đó là
Ta hỏi, sofa có lớn hơn 2 không? Nếu no thì tiếp tục theo dõi và đánh giá lại. Còn nếu yes thì ta chẩn đoán là nhiễm khuẩn huyết. Và cái nhiễm khuẩn huyết mặc dù đã bù đủ dịch rồi nhưng mà phải sử dụng cái thuốc vận mạch để duy trì cái huyết áp trung bình đó, để duy trì huyết áp trung bình lớn hơn 1/6 25 mm thủy ngân và cái nồng độ lactate trong serum lớn hơn 2 mmol trên lít thì ta chẩn đoán là sốc nhiễm khuẩn huyết. Còn nếu không có hai cái này á, thì chúng ta chẩn đoán chỉ là nhiễm khuẩn huyết thôi. Như vậy thì chúng ta sẽ sang cái phần thứ hai, đó là đi định nghĩa các thuật ngữ. Vậy thì đầu tiên đó là infection. Infection được định nghĩa là sự xâm nhập vào và sự nhân lên của các con vi sinh vật, nó bao gồm những vi khuẩn, virus và ký sinh trùng mà bình thường nó không có hiện diện bên trong cơ thể chúng ta. Chúng ta nói một cách khác, chúng ta dùng một cái từ khác dễ hiểu hơn, đó là normal flora. Normal flora là được hiểu là cái nơi thường trú của con vi sinh vật. Ví dụ như những con vi trùng, vi khuẩn nó sống bên trong đường ruột của chúng ta thì nó là bạn của chúng ta, nó sống chan hòa với chúng ta yên ổn. Còn khi mà cái con vi trùng đường ruột này nó lọt qua đường tiết niệu thì rất là phiền hà, nó gây nhiễm trùng tiểu. Và như vậy thì nhiễm trùng tiểu này có thể là khu trú tại cái vùng đó hoặc có thể lan ra khắp cơ thể chúng ta theo đường máu, theo đường mạch huyết. Thứ hai chúng ta sẽ có ba câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất đó là nosocomial infections là gì? Ở đây chúng ta dịch là nhiễm trùng bệnh viện. Thì nhiễm trùng bệnh viện được định nghĩa là cái bệnh nhân đó đã được nhiễm cái con vi khuẩn vi trùng có nguồn gốc từ bên trong bệnh viện sau 72 giờ kể từ lúc nhập viện hoặc trong vòng 30 ngày kể từ lúc xuất viện. Câu hỏi thứ hai đó là nhiễm trùng vết mổ là gì? Nhiễm trùng vết mổ được định nghĩa là nhiễm trùng xảy ra trong 30 ngày sau khi phẫu thuật mà không có cái ghép hoặc trong vòng 1 năm phẫu thuật nếu có cái ghép. Cái nhiễm trùng nó thường liên quan đến cái quá trình phẫu thuật. Và infection tiếp theo đó là câu hỏi số 3. Chúng ta sẽ có bốn từ, đó là recurrence, reinfection, relapse và remission. Và cái recurrence ở đây chúng ta được hiểu là triệu chứng tái phát. Reinfection được hiểu ở đây là tái phát cùng một loại vi trùng của lần nhiễm trước đây. Relapse là tái phát. Nhưng mà ví dụ như là sốt rét, nhiễm trùng tiểu và chúng ta không biết là có cùng cái con vi trùng của lần trước nhiễm của lần nhiễm chúng ta hay không. Và remission là tái phát của ung thư và chỉ dùng cho ung thư thôi. Tiếp theo chúng ta sẽ nói đến hai cái thuật ngữ đó là pneumonia và pneumonitis. Pneumonia chúng ta dịch ở đây là viêm phổi đầy, là cái tình trạng nhu mô phổi nó bị viêm do vi khuẩn, virus, nấm và ký sinh trùng, đặc biệt là do vi khuẩn. Phản ứng viêm thường xảy ra bên trong lòng phế nang, nó làm cho phế nang đặt lại bởi các dịch tiết, dịch viêm đó, dịch viêm như là chứa fibrin và đặc biệt là chứa các có sự tiết dịch và mủ bên trong lòng phế nang. Và viêm ở đây là nó lan rộng ra tiểu thị, phân thị và toàn bộ tiểu thị. Còn cái từ pneumonitis là chúng ta dịch là viêm phổi kẽ, là cái tình trạng viêm của mô phổi nhưng không tiết dịch hay mủ, không do vi trùng mà thường do các nguyên nhân vô tri vô giác gây nên, như là hít phải vật lạ, tiếp xúc với các dị ứng nguyên làm trong môi trường nhiều khói bụi như các hạt trong không khí như là silicon, amian và tiếp xúc thường xuyên với phóng xạ các chất hóa học. Và viêm không xảy ra trong lòng phế nang mà nó xảy ra ở các mô kẽ bao quanh phế nang hoặc trên thành phế nang. Đó là định nghĩa cũng như là sự khác nhau của pneumonia với pneumonitis. Và nguyên nhân của pneumonia thì chúng ta sẽ chia làm hai nhánh, infectious và non-infectious. Infectious bao gồm như là do vi trùng là nguyên nhân phổ biến nhất. Tiếp theo là tới virus, nấm và ký sinh trùng. Còn non-infectious được gọi với cái tên khác đó là viêm phổi, mô kẽ, vô căn. Và ở đây chúng ta sẽ có bốn cái định nghĩa cần phải vượt qua của pneumonia. Thứ nhất là viêm phổi cộng đồng, thứ hai là viêm phổi bệnh viện, thứ ba là viêm phổi liên quan đến cái việc thở máy, và thứ tư là viêm phổi liên quan đến cái chăm sóc y tế. Thì đầu tiên đây là bốn cái hình nói về bốn cái loại viêm phổi đó. Đây là viêm phổi ngoài cộng đồng, viêm phổi liên quan đến bệnh viện, viêm phổi do bệnh trong bệnh viện,
liên quan đến cái việc chăm sóc y tế, và viêm phổi liên quan đến cái thở máy. Thế thì đầu tiên ta sẽ định nghĩa thế nào là viêm phổi và cộng đồng. Viêm phổi cộng đồng được định nghĩa là viêm phổi mắc phải bên ngoài bệnh viện hoặc ở các nhà chăm sóc y tế, các viện chăm sóc y tế. Và viêm phổi bệnh viện được định nghĩa là bệnh nhân đó được nhiễm cái con vi trùng có nguồn gốc trong bệnh viện ít nhất 48 đến 72 giờ kể từ lúc nhập viện. Và nó cũng phổ biến thứ hai của nhiễm trùng bệnh viện sau cái UTI, nhiễm trùng tiết niệu, nhiễm trùng tiểu. Rồi, viêm phổi mà nó liên quan đến cái thở máy đó là một dạng của nhiễm nhiễm khuẩn bệnh viện á, viêm phổi bệnh viện, mà nó xảy ra ở những người mà được gắn cái máy thở để thở. Và viêm phổi phát triển từ sau 48 đến 72 giờ kể từ từ sau mà đặt cái nội khí quản. Viêm phổi mà nó liên quan đến cái liên viêm phổi mà nó liên quan đến cái vấn đề chăm sóc y tế, healthcare, là một cái tình trạng của bệnh nhân có thể đến từ cộng đồng, nhưng do bệnh nhân này được chăm sóc thường xuyên ở các môi môi trường chăm sóc y tế nó, thì những bệnh nhân nó phải có, nhất những bệnh nhân mà viêm phổi liên quan đến cái gọi là viêm phổi mà liên quan đến cái vấn đề healthcare, thì ít nhất phải có một trong các yếu tố nguy cơ sau. Thứ nhất là phải nằm viện lớn hơn bằng 2 lần trong 90 ngày qua, nằm ở nội trú ở các viện điều dưỡng, các viện dưỡng lão thời gian dài trong 30 ngày qua, được điều trị qua đường truyền tĩnh mạch trong 30 ngày ra, bao gồm kể cả kháng sinh hoặc hóa trị, các liệu pháp hóa trị. Thứ tư đó là những bệnh nhân đó được chăm sóc vết thương tại nhà trong 30 ngày qua, và có lọc lọc máu trong 30 ngày qua, và có người nhà, thứ sáu là có người nhà nó bị nhiễm cái con những cái con vi vi khuẩn đa kháng thuốc. Và đó là 6 yếu tố nguy cơ. Thứ hai, chúng ta sẽ có một thuật ngữ nữa là aspiration pneumonia. Aspiration pneumonia tức nghĩa là viêm phổi hít, ở đây chúng ta dịch là viêm phổi hít, là cái tình trạng viêm phổi do hít phải các vật ngoại sinh hoặc các dịch tiết nội sinh vào đường hô hấp dưới, vào bên trong đường hô hấp dưới, và nguyên nhân là do con vi khuẩn như là yếm khí hoặc kỵ khí, vi khuẩn là hiếu khí hoặc kỵ khí. Và phải kể đến các yếu tố nguyên nhân nó, thì phải kể đến các yếu tố nguy cơ như là nuốt khó nè, rối loạn về tâm sự thức tỉnh như là hôn mê, và tăng trào ngược, các bệnh lý của đường hô hấp, các bệnh lý của đường tiêu hóa trên, cũng như là do các điều dưỡng trong các nhà nội các nhà chăm sóc y tế, các nhà điều dưỡng, các viện điều dưỡng. Và cái việc hít này nó dẫn đến kết quả là xuất hiện ba cái hội chứng về phổi. Thứ nhất là viêm phổi mô kẽ do hóa chất, dẫn đến là nhiễm trùng, hội chứng nhiễm nhiễm trùng, và dẫn đến là tắc nghẽn cơ học. Và tiếp theo chúng ta sẽ nói đến đó là hyperstatis, là viêm gan, là viêm tế bào gan. Và đây là một cái tình trạng có thể tự động giới hạn được, và nó có thể tiến triển đến cái việc xơ hóa và để lại sẹo dẫn đến xơ gan, và cuối cùng là ung thư gan. Và khi mà cái viêm gan thì cái giá trị ALT á, cái mức cái nồng độ ALT á, nó có thể tăng lên gấp 2.5 lần, lớn hơn 2.5 lần so với cái nồng độ bình thường đó. Và được xác xác định được đo 2 lần liên tiếp, ít nhất cách nhau 5 ngày. Và chúng ta thấy là các nguyên nhân của viêm gan, thứ nhất là do infectious, có thể là do nhiễm ký sinh trùng, nhiễm vi khuẩn, hoặc đặc biệt là do cái virus A, B, C, D, E. Thứ hai là do chuyển hóa, có thể là do rượu, do ngộ độc hoặc do thuốc, hoặc có thể là do cái bệnh gan nhiễm mỡ. Tiếp theo đó là do bệnh tự miễn, bệnh di truyền, hoặc viêm gan do thiếu máu cục bộ như sốc, suy tim, suy van tĩnh mạch.
hoặc và một số nguyên nhân khác nữa. Và viêm gan cấp được định nghĩa khi mà cái nồng độ ALT nó tăng kéo dài nhỏ hơn 6 tháng liên tục, và viêm gan mãn là cái nồng độ ALT tăng kéo dài lớn hơn 6 tháng liên tục. Và tiếp theo chúng ta sẽ nói đến đó là UTI, urinary tract infection, nhiễm khuẩn đường tiết niệu, là một cái thuật ngữ chung để mô tả nhiễm khuẩn bất cứ chỗ nào của đường tiết niệu, từ niệu đạo cho đến hai thận. À, và khi nó ảnh hưởng, khi mà nói đến sự, khi nó ảnh hưởng đến cái đường tiết niệu dưới thì cũng được biết đến là nhiễm trùng bàng quang, và chúng ta có cái thuật ngữ là cystitis. Và khi mà nó ảnh hưởng đến cái đường tiết niệu trên á, thì cũng được biết đó là nhiễm trùng thận. Ở đây chúng ta sẽ có một cái thuật ngữ đó là pyelonephritis. Ở đây chúng ta dịch, ở đây là viêm thận bể thận hay là viêm thận buồng thận, viêm thận. Như vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục. Ở đây thì cái bảng này là cái bảng phân chia nhiễm khuẩn đường tiết niệu hay là nhiễm trùng tiểu đó, thì nhiễm được khuẩn đường tiết niệu trên đó, được biết đó là đến cái hai thận, và thường đó là pyelonephritis, là viêm thận bể thận. Còn nhiễm khuẩn đường tiết niệu dưới thường là bao gồm như là bàng quang, niệu đạo và cái tiến tiền liệt, và thường nhất đó là cystitis, viêm bàng quang. Và thì viêm bàng quang là cái nguyên nhân phổ nguyên bàng quang thường nhất, nguyên nhân phổ biến nhất là do nhiễm vi trùng. Và nó xuất hiện các triệu chứng như là tiểu khó, tiểu lắt nhắt, tiểu không cầm được, tiểu mất tiểu phải đi ngay. Và nó là cái vị trí mà phổ biến thường gặp nhất trong cái nhiễm trùng tiểu. Nó là cái vị trí mà dễ nhiễm trùng nhất của đường tiết niệu. Và tiếp theo đó là pyelonephritis, là cái gồm cấp và mãn. Thì pyelonephritis là cái được cái định nghĩa của nó là cái sự viêm đó, viêm đường tiết niệu mà nó liên quan đến cái bể thận và nhu mô thận. Thì pyelonephritis là chúng ta dịch là viêm thận bể thận. Và nguyên nhân thường nhất là do tắc nghẽn cái nước đầu ra của nước tiểu, và nước tiểu nó mới dội lại từ bằng nước tiểu từ bằng quang, nó mới dội lại hai cái niệu đạo, hai cái niệu quản và gây ra viêm. Còn mãn tính là sự viêm cứ dai dẳng và tái đi tái lại nhiều lần, dẫn đến là để lại sẹo của một hoặc cả hai thận. Đó, thì tiếp theo chúng ta sẽ phân biệt hai cái từ này, đó là glomerulonephritis và pyelonephritis, tức nghĩa là cái một glomerulonephritis là cái viêm mà do cái vi khuẩn nó đến từ cái máu. Còn pyelonephritis thì cái vi khuẩn nó do cái vi khuẩn nó bò từ bàng quang lên, nó gây viêm. Vậy thì chúng ta sẽ định nghĩa glomerulonephritis là cái tình trạng viêm của cái cầu thận, là một cái đơn vị để diễn ra sự lập của cái của thận. Thì cái viêm này á, thì cái sự viêm này có thể dẫn đến một hoặc cả hai hội chứng này, đó là hội chứng nephritis syndrome hoặc nephritis syndrome, thì hội chứng thận hư hoặc hội chứng viêm thận. Vậy thì chúng ta sẽ phân biệt hai cái hội chứng này như thế nào thì, để được đề cập vào cái phần tiếp theo. Thì glomerulonephritis á, nó chia làm hai nhánh, một nhánh là có tăng sinh đó, và một nhánh là không có tăng sinh. Proliferative là có tăng sinh, còn non proliferative là không có tăng sinh. Thì cái nhánh mà có tăng sinh nó thường bao gồm các nguyên nhân kể trên màn hình, và nó thường dẫn đến cái là hội chứng viêm thận. Còn là không có tăng sinh đó, bao gồm các nguyên nhân được kể như trên màn hình, và nó thường dẫn đến là hội chứng thận hư. Và bây giờ chúng ta sẽ xem sự khác nhau giữa nephrotic syndrome và nephritis syndrome. Nephrotic syndrome là hội chứng thận hư, bao gồm bệnh nhân có bị phù ở ngoại biên, phù nhiều, phù kiểu thận, phù mềm, ấn lõm, không đau. Bệnh nhân có proteinuria
tiểu đạm, bệnh nhân có rối loạn lipid máu là tăng lipid máu và hạ bị giảm cái albumin trong máu. Còn nephritis syndrome á, là viêm thận, đây là viêm hội chứng viêm thận, đây là viêm cầu thận và dẫn đến là tăng huyết áp, tiểu niệu và hematuria tiểu máu. À, như vậy thì sự khác nhau cơ bản giữa hai cái từ này, giữa hai cái hội chứng này đó là hội chứng thận hư là proteinuria, còn hội chứng viêm thận là hematuria. Và cuối cùng đó là sexually transmitted infection, thì 8 cái con đó bao gồm 4 con virus. Thứ nhất đó là virus, thứ nhất đó là viêm gan B virus, thứ hai là viêm gan C, thứ ba là virus HIV và cuối cùng là virus HPV. Còn 4 con vi khuẩn đó là lậu cầu giang mai, còn thứ ba đó là chlamydia, thứ tư đó là con chăn coi. Và như vậy thì cái bài ngày hôm nay nó được soạn lại từ 16 nguồn tài liệu, bao gồm các sách giáo khoa cũng như là các slide bài giảng và 22 website như trên màn hình. Và như vậy thì cảm ơn các bạn đã lắng nghe cái chủ đề ngày hôm nay. Xin cảm ơn.